Lâm xin chào cả nhà. Nếu như ai bị tóc bạc thì hãy xem video clip này. Vì sao Lâm nói điều đó? Trước tiên Lâm cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho Lâm rất là nhiều chương trình, từ game show cho tới hát, cho tới live stream, cho tới tất cả những cái chương trình mà Lâm có tham gia. Và sau đó hôm nay Lâm muốn giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm mà Lâm rất là ưng ý. Lâm muốn mọi người hãy thử một lần sử dụng. Đó là một cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thôi, và khi chúng ta cần đến thì chúng ta thường ra tiệm, mà mỗi lần ra tiệm thì phải tốn ít nhất từ 300-400 ngàn cho một lần. Đó là gì? Đó là nhuộm tóc. Long á, bây giờ là U50 rồi, rồi thường là đi hát nhiều nè, đi suy nghĩ nhiều nè, dựng tuồng nhiều nè, rồi nghĩa là thức đêm nhiều nè. Vậy cho nên là chân tóc nó hay ra bạc. Mà mỗi lần như vậy thì Long đi nhuộm tóc á, thì tốn rẻ nhất cũng phải 300 ngàn cho một lần nhuộm cái đầu. Nhưng mà sau khi mà Long tìm ra và được nhiều người giới thiệu một cái sản phẩm rất tốt, đó là sản phẩm Sin Hair. Đây là một cái loại sản phẩm gọi là gội là đen ngay, và nó rất là không có bị cái mùi gọi là cái mùi amoniac á, rất là dễ chịu, cái mùi rất là dễ chịu. Và mỗi lần mình gọi như vậy khoảng 10 tới 15 phút thôi. Nó có hai màu, màu nâu và màu đen. Rất là dễ xài. Mỗi một lần chúng ta gọi ở tiệm là 300-400 ngàn, nhưng cái sản phẩm này nó chỉ có màu đen là 350 ngàn, màu nâu là 370 ngàn. Chia ra là mỗi một lần một chai như thế này chúng ta gọi được khoảng 60 lần. Nếu mà chia ra thì là mỗi lần gọi chỉ có 7 ngàn đồng, quá rẻ luôn mà dễ lắm. Mình chỉ chừng cần là để cho tóc ẩm rồi sau đó chúng ta gọi như gội đầu thôi, gọi như gội đầu bình thường, và xả ra sau khoảng chừng 10 phút sau mình xả lại bình thường là nó đen như vậy. Đây, Long gọi là mọi người thấy không? Tóc Long đen không? Và đặc biệt hơn nữa là nó không có bị cái mùi amoniac. Mọi người nên nhớ, trong thời gian gần đây Long rất là mệt mỏi và đi làm rất là nhiều và suy nghĩ nhiều, cho nên là tóc bạc. Tại sao tóc Long đen như vậy? Long không phải là thần thánh đâu, mà Long có bủ bối đó. Bủ bối đó là đây. Sin Hair. Đây là một cái loại sản phẩm dầu gội đầu đen, làm cho tóc mình đen chứ không phải là thuốc nhuộm nha. Dầu gội đầu làm cho tóc đen. Và tóc nâu nó có hai màu, một màu nâu và một màu đen. Màu nâu giá trị của nó là 370 ngàn, còn màu nâu là 350 ngàn. Mọi người thấy Long tóc đen như vậy á, nghĩ là Long, tại sao Long tóc đen quá vậy, chắc đi nhuộm ở ngoài. Không có, lúc trước Lâm nhuộm ở ngoài, mỗi một lần nhuộm là 300-400 ngàn một lần, mà mất thời gian rất là lâu luôn, phải đi tới rồi ngồi chờ đợi cả 1-2 tiếng đồng hồ mới có được một cái máy tóc đen. Nhưng mà từ ngày mà Lâm có được cái sản phẩm này, Lâm rất là thích sản phẩm này. Chỉ cần mình một ngày mình bỏ ra 10-15 phút mình gội đầu bình thường thôi là mình đã có một máy tóc đen rồi. Còn ai thích màu nâu thì mình làm màu nâu, mình sẽ có màu nâu. Đây, cái chai nó như thế này. Một ngày mình gội đúng 10-15 phút thôi, một chai như vậy gội được 60 lần. Cái chai này không phải là mỗi ngày mỗi gội nha, mình chỉ gội một lần rồi nó đen xong rồi, nghĩa là mình cứ để thời gian trôi qua, khi nào mình thấy tóc mình bắt đầu chân tóc nó lú bạc nữa rồi đó mình mới gội nữa. Có nghĩa là một chai này mình xài ít nhất cũng được 60 lần, mà 370 ngàn cho hộp nâu, cho chai nâu, và 350 ngàn cho chai đen, thì là mình chia ra 60 lần, là mỗi một lần chỉ có 7 ngàn đồng thôi, quá rẻ. Long mong rằng mọi người sẽ cùng Long trải nghiệm thử với chai dầu gội đầu gọi là đen Sin Hair của Nhật. Sản phẩm này được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản và chiết xuất từ cây hà thủ ô, nhân sâm và collagen tươi. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy an tâm sử dụng này, nó không hề có hóa chất. Mà mỗi lần chúng ta gội đầu nó sẽ đen và nó sẽ bung tóc ra như thế này. Quan trọng hơn nữa là nó không hề có một cái mùi hôi của cái mùi amoniac gì đó, amoniac. Và nó có một cái hương thơm rất là thoang thoảng nhẹ nhàng. Giá của nó hiện tại ở thị trường chai đen là 350 nghìn, chai nâu là 370 nghìn. Một chai có thể gội được 60 lần, có nghĩa là chúng ta mỗi lần gọi chỉ có 7 ngàn thôi.
tiết kiệm rất là nhiều. Long mong rằng mọi người sẽ cùng Long trải nghiệm thử với chai dầu gội đầu gọi là đen Xin Ha. Một lần nữa Long cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, và Long chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng những gì mà Long giới thiệu và Long chia sẻ cùng với mọi người đó là những cái loại sản phẩm tốt, có thể là chúng ta sử dụng không hề bị bất cứ một cái tác dụng phụ nào cả. Còn để cảm ơn mọi người nha, nhớ sử dụng thử Hair Sin hay là Sin Hair cũng là nó đó. Cảm ơn, bye bye. We'll be right back.